Chúng tôi thấy là mới chỉ là ngày đầu tiên Donald Trump chính thức có kết quả đắc cử và trở thành tổng thống 47 của nước Mỹ. Nền tài chính thế giới có dấu hiệu xanh lên. Có điểm chia buồn là đồng rút lại tăng giá. Mà nền kinh tế và tài chính của Đức thì một dáng đòn bị một dáng đòn chí mạng như là BMW thì bị tụt mất 7%. Mercedes thì bị tụt mất 6% bút bị mất 5%. Đây là những gì mà chúng ta đang thấy. Và trước tình cảnh ngưỡng cửa như hiện tại, Donald Trump còn đưa ra nhiều những quyết định mới về mối quan hệ giữa Nga và Trung, về vấn đề đồng đô la dự trữ trên thế giới, giải quyết vấn đề bong bóng lợi công của nước Mỹ và sự chia rẽ của đồng minh. Nói về đồng minh ấy, thì anh chị và các bạn hãy nhớ rằng chăm đi theo chiều hướng là nước Mỹ trên hết thì đồng minh không là cái gì cả. Hàn sẽ phải chi trả tới 10 tỷ đô la mỗi năm. Đó là chi trả tiền bảo kê và Đức và và Nhật cũng phải chi trả một khoản tiền không hề nhỏ đâu. Còn bộ toàn bộ châu Âu sẽ phải đối diện với một cuộc chiến tranh kinh tế với cả Trung Quốc và với cả Hoa Kỳ nữa. Và ông Trump sẽ áp thuế tới 60% với các mặt hàng đến từ Trung Vậy thì đây là tín hiệu vui hay tín hiệu buồn Với mức độ đồng đô hiện tại Thì đó là tín hiệu buồn Chứ không phải tín hiệu vui Và có lẽ vì điều này tôi lo sợ Lời tiên tri của Medvedev sẽ trở thành hiện thực Rằng Donald Trump sẽ băng hà Và giống như là John Kennedy Sẽ được ăn kẹo đồng Trong tương lai gần Không biết là vận mệnh của Donald Trump như thế nào Nhưng mà bước vào đắc cử đợt này Nghe có vẻ không thuận buồm xuôi gió với một thế giới bất ổn, phân cực, nước Mỹ đang tụt hạng, mất vị thế và thất bại trên địa chỉ ngoại giao, đang chờ đợi ông Donald Trump sẽ khôi phục lại vị thế của nước Mỹ. Nhưng tình cảnh hiện tại thì Mỹ làm sao khôi phục lại được? Vinh quang cho thế giới đa cực, vinh quang cho nước Nga thôi.